lại là đã xây dựng xong rồi và đang trong quá trình chuẩn bị bàn giao quá chị. Dạ, thì là hiện tại cái chính sách bên em á là khi mà mình đặt cọc 50 triệu á là 7 ngày nói, sau nói chậm thôi, nói chậm thôi, nói chậm thôi. Đầu tiên là như nào? Một là một là thứ nhất là cho chị hỏi là xây xong, tức là xây xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị, đã xây xong rồi. Xây xong tầng bao nhiêu rồi? Dạ đã cất nóc luôn rồi chị. Bên em đang trong cái quá trình sơn với lại là hoàn thiện bên trong để bàn cất giao nóc cho khách hàng. Ừ, cất nóc rồi này. Chuẩn bị bàn giao thì dự kiến bao giờ thì bàn giao? Dạ. Bao giờ? Dạ chuẩn... dự kiến là quý 3 chị. Có nghĩa là tầm khoảng là khoảng quý là khoảng tháng 10 tháng 11 năm nay á chị. Ừ, quý 3 bàn giao ok cũng được em. Dạ. Ừ ừ được. Quý 3 bàn giao. Dạ, bên em thì hiện tại là có 3 dạ. Ừ. Có 3 loại diện tích ạ. Ừ. Dạ, có 3 loại diện tích, căn nhỏ nhất thì là 32 m², giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1 tỷ. 32 mét được mấy, được được kiểu làm phòng studio nhưng mà có ngăn không hay là nó làm studio giống như bọn Vinhome? Dạ, nếu như mà căn studio bên em mà không có vách ngăn chỗ phòng ngủ với phòng khách chị. À, studio không vách ngăn đúng không? Dạ. Không vách thì chị hình dung ra ngay. Bởi vì sao? Em biết là chị đi xem nhiều lắm rồi. Không có vách, tự là thế này như thế này không vách thì giống bọn Vinhome đúng không? Vinhome ở quận 9 đúng không? Dạ dạ. Ừ ừ. Thế tiếp theo là giá khoảng bao tầm bao nhiêu? Giá tầm bao nhiêu? Dạ giá tầm khoảng 1 tỷ chị, chưa trừ chiết khấu. Thế trừ chiết khấu đi còn bao nhiêu? Nếu như mà trừ tất cả các chiết khấu hết luôn thì nó sẽ rơi vào tầm còn khoảng 950. Tại vì tùy vào cái phương thức thanh toán mà mình chọn nó sẽ có những cái mức chiết khấu khác nhau á chị. Ừ ừ, rồi ok. Phương án thứ hai đi. Tại vì bây giờ chị nói qua, chị nói qua với cả Như này để Như tiện tư vấn cho chị nhá. Tức là cái thời điểm năm ngoái em đã bao giờ nói chuyện làm việc với chị lần nào chưa nhỉ? Dạ em có gửi thông tin cho, hay là em có gọi cho chị rồi và em xin Zalo để em gửi lại cho chị á. Nhưng mà từ trước đến nay em đã làm việc với chị lần nào chưa? Dạ em chưa gặp chị lần nào ạ. Ừ. Dạ. Ừ. Tức em chưa chưa gặp chị lần nào ạ? Ờ bây giờ nhá, bây giờ chị chia sẻ một chút này. Năm ngoái là chị đã định mua cái chỗ Iris Tower ở để chị có cái nhà ở trong miền Nam ấy. Chị muốn đi vào đi vào trong đấy công tác thì chị có nhà cửa ở trong đấy luôn. Không muốn kiểu chị không muốn là ở nhà của công ty. Em hiểu không? Dạ. Thì lúc đấy là chị có xem cái chỗ Iris Tower thì chị định lấy căn Iris Tower là nó bàn giao luôn đó. Em biết chỗ đấy. Cuối năm ngoái đấy, cuối năm ngoái chị định lấy qua chỗ ông Tuấn, chỗ thằng đúng rồi, Tuấn. Đúng rồi. Dạ. Bạn Tuấn là bạn sale của bên Iris Tower ấy. Ừ. Thế thì chị định lấy nhưng mà một cái lý do mà chị đến cái khu đấy thì chị thấy là nó không có cây xanh, không có mà nó rất ít. Tức là cả một cái quần thể thì nó chỉ có khoảng 450 m thì chị thấy nó hơi nhỏ. Tức là cái khu cây xanh cây cối thì chị lại là cái người mà thích cây cây cối, sống